Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 15 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đối với Quảng Ninh dự báo khoảng chiều tối ngày mai ngày 15 tháng 5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc trong đất liền, vùng ven biển gió mạnh hơn, đặc biệt là vùng biển Cô Tô Đảo Trần, gió có thể giật tới cấp 6, cấp 7. Toàn tỉnh có mưa, mưa rào và rông. Trong mưa rông, cả đề phòng có gió mạnh và rét. Tại tỉnh Quảng Ninh, dự báo gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, mưa to và rông, nên nhiệt độ giảm, thời tiết mát mẻ hơn trong ngày. Tại thành phố Hạ Long, khu vực miền Đông và miền Tây của tỉnh, vào ban ngày đều duy trì gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ về đêm thấp nhất còn khoảng 22 độ, vào ban ngày giảm hơn so với ngày hôm nay chỉ khoảng 26 độ. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô dự báo trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, mưa to và rông. Đêm gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, ngày gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 4. Tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống 4 đến 6 km trong mưa, nhiệt độ giao động quanh ngưỡng từ 23 đến 26 độ như vậy là ngày mai thì có một bộ phận không khí lạnh nên nền nhiệt giảm kèm theo mưa rông nên quý vị và các bạn cần lưu ý còn sau đây chuyển sang dự báo các khu vực khác trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, do chịu tác động của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, nên các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài trong ngày. Cần hết sức cảnh giác với lốc xét gió giật mạnh, đi kèm mưa rông, khả năng cao có lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trời chuyển mát, đặc biệt vào ban đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Đối với miền Trung Thanh Hóa, vẫn tiếp tục có mưa rông. Từ chiều ngày mai đến ngày 16 tháng 5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực còn lại từ Đà Nẵng trở vào... Ngày mai thời tiết sẽ chưa có nhiều biến đổi, trời oi nóng với nhiệt độ tại Bình Định đến Phú Yên vẫn lên cao trong khoảng 34-35 độ. Còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ giảm hơn từ 1 đến 2 độ. Về chiều và tối, mưa rông xảy ra cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông chỉ xảy ra cục bộ, ban ngày trời vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và 32 cho đến 34 độ tại Nam Bộ. Dự báo từ ngày 16 tháng 5, mưa rông có xu hướng tăng hơn và người dân cũng cần hết sức cảnh giác với lốc xét và gió giật mạnh đi kèm. Đối với thời tiết trên biển, từ chiều ngày 15 tháng 5, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc. Từ chiều tối ngày 15 tháng 5, ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió cũng chuyển hướng đông bắc mạnh lên, có thể giật tới cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.